Rồi chào anh em nha. Mình còn vài cặp phục trước Thái Lan phục Sim City vàng. Phục này đó là bán 2 triệu mấy một cặp. Giờ mình còn vài cặp mình thanh lý giá gì chai cho anh em luôn nha. Hiện nay mình thanh lý ở phục phục này chỉ 900 thôi. Anh em về gắn được tất cả các dòng xe là Winner Sonic, Raider Sachia, hoặc là anh em gắn vô Nova LS, hoặc là gắn độ chế vô những chiếc 67 này kia nha anh em. Đây phục phục nha, cặp phục ti vàng nha, mới 100% nha anh em. Đó mình thanh lý xả bỏ cho anh em nha, thanh lý giá gì chai nha anh em. Đây phục là thân Sim Si nè, thân Sim Si nha, đây là ti vàng phục Thái nha anh em. Đó, mới 100%, không có lỗi lầm gì hết. Đó, anh em về vô xe là bao đẹp nha. Nó cũng có cho theo mình cái bát gắn để gắn heo nè. Nói chung là mấy phục này về mình vô xe mình độ chế được rất là nhiều dòng xe nha anh em. Anh em muốn gắn xe nào cũng được, tùy anh em. Phục mới nhầm nhầm luôn. Rồi mình thanh lý giá gì chai nha, 900 đồng. Anh em nào cần thì cứ alo mình, thanh lý 900 đồng. Rồi hàng mới 100% nha, đi 26 nha anh em.